Nếu như bạn là người ưa thích những sản phẩm bình giữ nhiệt đến từ châu Âu với những tiêu chuẩn an toàn khắc khe thì những chiếc bình giữ nhiệt Enmix là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cho bạn đấy. Tuy nhiên, nếu như bạn vẫn còn đang băn khoăn hay muốn tìm hiểu về bình giữ nhiệt Enmix có tốt không? Hay bình giữ nhiệt Enmix của nước nào? Ngay sau đây, Bình nước tin chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc ấy thông qua video mắt bạn 8 mẫu bình giữ nhiệt Enmix tốt. Chất lượng bạn nên mua nhất năm 2023 dưới đây nhé. 1. Bình giữ nhiệt Enmix 1000ml. Ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmix 1000ml. Bình giữ nhiệt Enmix 1000ml được làm từ chất liệu inox 304, đảm bảo chất lượng có khả năng chống ăn mòn nên an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bình có khả năng giữ nhiệt 8-10 tiếng đối với giữ nóng và giữ lạnh đến 10-12 tiếng. Nhằm đảm bảo các thực phẩm nước uống bên trong bình không bị vương vải ra bên ngoài, bình giữ nhiệt Enmit 1000ml trang bị nút ấn chạm nhẹ nhàng tiện dụng, dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, bên cạnh đó, bình giữ nhiệt Enmit này còn có thể được dùng để làm quà tặng. Ngần ngại gì mà không liên hệ bình nước tinh để sở hữu cho mình sản phẩm tuyệt vời này nhỉ? Nhược điểm, bình chỉ chỉ có thiết kế với màu xám dương nên hạn chế sự lựa chọn cho người tiêu dùng. 2. Bình giữ nhiệt Enmid 500ml. Ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmid 500ml 5458. Bình giữ nhiệt Enmid 5458 cho thời gian giữ nhiệt lâu và ổn định nhờ cấu tạo thông minh và chất liệu an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nắp phích của bình cũng đồng thời là chiếc ca uống nước xinh xắn. Bình giữ nhiệt Enmid 500ml sở hữu thiết kế với màu sắc trẻ trung, tươi sáng cùng với kiểu dáng thời trang được nhiều khách hàng ưa chuộng sản phẩm được chứng nhận an toàn cho sức khỏe theo tiêu chuẩn châu Âu. Lưu trữ trọn vẹn hương vị, dinh dưỡng, vitamin của nước trái cây, sinh tố hay bất kỳ loại nước uống nào khác, nhược điểm, khi va chạm mạnh hay làm rơi, bình có thể bị móc méo, tróc vỏ. 3. Bình giữ nhiệt Enmix 750ml, ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmix 750ml bình giữ nhiệt Enmit 750ml được làm từ chất liệu inox e 304 an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, bình có khả năng chống biến dạng khi va đập và hạn chế gỉ sét. Bình giữ nhiệt Enmit 750ml L520 x sở hữu thiết kế đẹp mắt, tiện lợi cùng với cấu trúc miệng bình rộng có nắp đậy, dễ dàng vệ sinh, với dung tích 750ml, bình phù hợp sử dụng tại văn phòng hay có thể mang đi nhiều nơi sản phẩm được chứng nhận an toàn cho sức khỏe theo tiêu chuẩn châu Âu, nhược điểm. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm bình giữ nhiệt giả kém chất lượng. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ trước khi mua. 4. Bình giữ nhiệt Enmix 1200ml, ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmix 1200ml. Bình giữ nhiệt Enmix 1200ml với khả năng giữ nhiệt lên đến 8 giờ, sẽ giúp cho các thức uống mà bạn yêu thích luôn ở nhiệt độ nóng sốt hay mát lạnh. Nắp đậy chắc chắn cùng quai cầm tiện dụng được tích hợp ngay trên sản phẩm, bình có dung tích 1.200ml, phù hợp để chứa các loại thực phẩm hay đồ uống khác nhau. Điều đặc biệt, bình giữ nhiệt Enmix được thiết kế theo công nghệ 3 lớp giữ nhiệt độc quyền từ thương hiệu Enmix uy tín, nhược điểm, khi va chạm mạnh hay làm rơi, bình có thể bị móc méo, rớt vỏ. 5. Bình giữ nhiệt Enmix 1.500ml Ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmit 1500ml, bình được làm từ chất liệu inox cao cấp có khả năng chống biến dạng khi va đập và gỉ sét. Thêm vào đó, bình có còn khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bình giữ nhiệt Enmit 1200ml có khả năng giữ nhiệt vượt trội, giữ nóng từ 6, 8 giờ và 10, 12 giờ đối với giữ lạnh. Sở hữu thiết kế đẹp mắt và tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng đặc biệt là đối với các gia đình đông thành viên với dung tích 1.500ml, nhược điểm, bình mới mua về thường có mùi khó chịu, vì vậy khách hàng cần làm sạch trước khi sử dụng. 6. Bình giữ nhiệt Enmix 800ml Ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmix 800ml Bình giữ nhiệt Enmix 800ml được làm từ chất liệu inox an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bình có cấu tạo 3 lớp cách nhiệt tuyệt đối bằng lớp chân không, có khả năng giữ lạnh từ 10 giờ đến 15 giờ và giữ nóng từ 8 giờ đến 10 giờ. Dung tích 800ml của bình giữ nhiệt Enmix phù hợp với nhiều đối tượng văn phòng, thể thao ngoài trời, nắp trong kết cấu một chạm, ấn xuống khi uống nước. Bình giữ nhiệt Enmix sở hữu thiết kế độc đáo với màu đen khỏe khoắn, cá tính cùng với quai sách làm từ sợi tổng hợp vô cùng chắc chắn. Nhược điểm, sử dụng một thời gian dài có thể bong sơn và giảm khả năng giữ nhiệt. 7. Bình giữ nhiệt Enmix 420ml Ưu điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Enmix 420ml Bình giữ nhiệt Enmix 420ml có cấu tạo 3 lớp Lớp trong cùng là inox 304 tráng bạc giúp chống dính và phản xạ nhiệt vào bên trong Lớp inox 304 bên ngoài chống biến dạng và gỉ sét. Ở giữa là môi trường chân không, không truyền nhiệt Ngoài ra, nắp bình giữ nhiệt Enmix 420ml còn được chế tạo bằng nhựa cao cấp và phần doan bằng silicon giúp giữ kính hơi đóng rất khiếp và không bị rò rỉ hơi nước ra bên ngoài. Bình giữ nhiệt Enmix 420ml cho thời gian giữ nhiệt lâu và ổn định nhờ cấu tạo thông minh. Bình sở hữu thiết kế với kiểu dáng đơn giản và sang trọng, cực kỳ gọn nhẹ, phù hợp với những người đi du lịch hay luôn mang theo bên mình. Sản phẩm được chứng nhận an toàn cho sức khỏe, chuẩn châu Âu, nhược điểm, khi va chạm mạnh hay làm rơi, bình có thể bị móc méo, tróc vỏ, mua bình giữ nhiệt Enmix ở đâu, hiện nay. Các sản phẩm bình giữ nhiệt Enmet có có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng đồ gia dụng. Tuy vậy, khách hàng cũng có thể đặt mua bình giữ nhiệt Enmet một cách dễ dàng trên các gian hàng Enmet online chính hãng. Ngoài ra bạn có thể vào ngay trang mua hàng của bình nước tinh để chọn mua các sản phẩm bình giữ nhiệt Enmet nhé.